Xin chào các bạn ở trang web sự thật bạn cần biết. Hôm nay là mình admin của Bay. Mình muốn làm video lớp mình xin lỗi các bạn nha. Do mới sáng mình hơi bị nói liếu chút. Mình muốn làm một video clip để muốn tặng cho các bạn cũng như các mem để theo dõi Bay từ hồi trước đến giờ. Không phải hôm nay là một việc gì đó quá đặc biệt, chỉ là hôm nay Bay của chúng ta đã đạt được 20.000 like. Mình muốn thể hiện sự biết ơn của mình đến với các bạn và chúc Bay càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù là mình đã nghĩ không tham gia nữa, chỉ là mình suy nghĩ thôi chứ phải nghĩ luôn đâu, nên các bạn đừng lo, để lo một số thứ như học hành rồi này nọ, nên là các bạn thông cảm cho mình. Thôi mình không nói dài dòng nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đi về những trang web kỳ lạ và kỳ bí nhất bạn chưa bao giờ được thấy. Thứ nhất là trang web planecrashinfo.com. Trang web này là trang web nói về những hộp đen của những chiếc máy bay trước khi chúng gặp tai nạn, có thể gọi là chết hoặc là biến mất. Vâng, thì là như các bạn thấy thì nó rất là nhiều. Đối với các bạn như là thích đọc, rất là giỏi tiếng Anh, bắt buộc cái này bạn phải giỏi tiếng Anh nè, hoặc là tiếng Anh cơ bản trở lên thì bạn mới đọc được những trang web này, bởi vì nó không có thể dịch được. Còn không thì bạn có thể chịu khó dùng Google dịch trên trang web cóc như mình. Như trên này cũng có luôn. Cái này thì mình không rành nha. Thì nếu như chúng ta nhấn vô một cái dòng chữ màu xanh này, nó sẽ hiện ra là những cái lời nói cuối cùng trên chiếc máy bay đó, như là trên US Airways nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, nó ghi rõ giờ, thời gian, chuyến bay. Vâng. Đó, cuối cùng nè. Từ cuối cùng nó nói như đây là có nghĩa là đó đã chết rồi. Đó. Và đọc trên đây là có nhiều câu rất là vui. That's all guy, fuck. Rồi, chết luôn. Cuộc đời nhiều cái tội thiệt. Đó, nói chung là nếu như bạn giỏi tiếng Anh, bạn muốn đọc về những cái tai nạn máy bay như thế nào, như là khủng bố hay tất cả gì nó đều có hết. Và đặc biệt ở trên đây nó cũng có sự kiện ngày 11 tháng 9. Nếu như mình không làm là vào năm 2001. Ai? Rất là dài hơn. Allah is the greatest. Có nghĩa là Thánh Allah là vĩ đại nhất. Cái này thì bọn khủng bố Bin Laden, cái này thì các bạn cũng biết hơn. Đó, nếu như các bạn muốn đọc thì các bạn vô trang web này. Qua cái thứ hai đó chính là một trang web khá là bẩn bựa đó, webboard.com. Trang web này trang web này thì chủ yếu là nói về cứt thôi, như là một đám bị khùng nó ỉ trên đây xong rồi là như mình thì nói sao thôi, nó ỉ trên đây mới sáng chưa ăn gì chứ đó, vậy đi như là một đám khùng nó ỉ nó và bắt đầu là bạn thích nhìn cứt của tôi không, tôi chụp cho bạn coi, bụp chọc rồi sao bạn thấy là bạn có một đống vàng đen mới sáng đó. Nói chung là trang web nó gì vậy đó. Rồi trang web mình nói qua thôi nha, trang web này không nói nhiều. Rồi trang web thứ tư, trang web thứ ba là trang web Open to Media. Trang web này có nghĩa là một trang web dùng cho bạn sử dụng tất cả các camera trên thế giới, và đặc biệt đó những camera đó đều đang hoạt động. Như các bạn thấy là vào những múi giờ khác nhau trên thế giới, thì mình có thể nói trên thế giới bởi vì là nghe nói mạng lưới này rất là rộng, từ châu Á cho đến châu Âu, Trung Mỹ luôn á, mà châu Phi mình không biết có hay không. Đó, như là nó cập nhật giờ liên tục và nó chạy khung giờ nó rất là chậm. Rồi mình nhấn vô một cái thôi. Đó, nó chạy khung giờ nó chậm như là 4 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 13 giờ. Mình nhớ có cái phần là live camera đâu đây nè. Rồi mình nhấn vô cái này thử ha. Building mode, current still picture. Like. Đó, các bạn thấy là like lưu feed nè, là nó sẽ chạy trực tiếp cho bạn luôn. Đó, các bạn thấy không, thời gian nè. Web này rất là hay, và nhiều khi người ta dùng những trang web này, người ta dùng để thấy ma, nó có rất là nhiều những các bạn hoặc là UFO, nó đều lưu ở trên cái trang web này hết, nó không thể kiểm soát được bởi vì có rất nhiều chế độ khác nhau. Đó, nên vì vậy là nếu như các bạn rảnh, coi như cực kỳ rảnh rỗi với ngồi biết cắm đầu cái máy tính đó, thì bật mấy cái này cũng được. Rồi xong ngồi nhìn như màn hình gaming khùng vậy đó, ngồi mê mấy UFO, mấy quỷ vậy. Không sao, mấy khùng hay chơi vậy đó, vui mà. Đấy, không đủ nữa. Các bạn thấy không? Bây giờ bên Mỹ đang là 8 giờ 48, Michigan. Đó. Rồi trang web thứ tư đó chính là cubo.cc /creepygirl. Vì trang web này mình cũng phát hiện trên Build Dada vậy, mình không rành cái tên đó lắm. Đó, nói chung là chỉ là một người phụ nữ xuất hiện nhìn cũng khá là tợ ghê rợn ha, nếu như bạn nhìn bạn bật về đêm. Còn đối với những ai mà chưa có bồ thì đó, người tình của các bạn đó, kệ nó không có hút đại chứ. Vâng, là điều rất là vui ở đây là các bạn có thể hướng cô ấy bằng cái con chuột. Nhìn hôm nay này, nhìn yeah, không là yeah. Cái tên đẻ mắt nó không nhắm, các bạn làm DJ mà các bạn đánh DJ không ai nghe, bật cái trang web này lên, bật cái DJ lên là lên xuống lên. Trang web này thì chỉ là vui hơn là nhiều, là kỳ bí hơn các bạn hơn, nhưng mà vào ban đêm thì mình nghĩ nó cũng khá rợn người đó, nếu như bạn nhìn vào cái đó. Trang web thứ 5 đó chính là zoomquilt.org. Trang web này thì là cũng phát hiện từ trang web của anh Piu Pai đó. Thì là trang web này là bạn sẽ đi vào một thế giới hình đó, nó cứ như đi và đi thôi. Đây nó cứ đi mã vậy, nó không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng nếu như bạn ngồi rảnh thì là nó sẽ đi vào những thứ cực kỳ là bẩn bựa nữa, chứ không phải như đây đâu. Như đây chỉ là mất khởi đầu của sự bình yên thôi. Đó là đi sâu và mình cũng biết mình đang làm cái chồng mèo gì ở đây nữa, thì ngồi nhìn các em. Thật sự là những người thiết kế trang web này cũng rảnh rỗi. Các bạn thấy không, ở đây là hang tiểu quỷ này đang chụp nhau này, chụp lén này, hang tiểu quỷ chụp lén này. Đi sâu đi nữa. Ai cho mày vào? Một chiếc mẹ bây giờ. Cút đi, cút đi. Đâu thằng lằn đây, ai chẳng biết phải thằng lằn. Ông đi sâu vào nữa. Mà mình khá là chóng mặt nha, cứ đi sao. What the fuck? À đây Gandhi mà. Gandhi hay Gandhi ở nhà gì nổi tiếng á. Như bắt đầu mình đi vào cái phần trong đó. Chu chơi sống sao được, người ta đấm gãy mấy cái răng cửa luôn. Sao nhà ai? Đó bây giờ mình bắt đầu đi vô cuốn họng của nó thôi, mình thì nói cũng là mình nói sơ qua thôi, chứ mình nhìn vào cũng chóng mặt lắm. Rồi trang web tiếp theo là trang web the nicest place on the internet. Thì là như các bạn biết, nếu như các bạn chưa có bồ, chưa có người yêu, cảm thấy tủi thân thì những người trên mạng này sẵn sàng ôm cái máy tính giùm bạn. Có nghĩa tức là ôm bạn á, dễ thương quá. Ôm, mình cũng đang ôm máy tính á. Anh yêu em. Vâng là nếu như mà các anh chàng FA thì em tin gì à, em yêu anh cũng yêu em. Ôm. Khổ các bạn là admin trang web á, đôi lúc người ta ôm hoài đâu tới từ chối đâu. Yêu mà, thương mà. Ê, dễ thương. I love you, yeah, me too. Hung. Rồi ập mặt vô đã mẹ rồi. Đó, nếu như bạn cảm thấy như là buồn phiền hay là bạn cảm thấy là không có ai bên cạnh mình thì cái này chỉ là một cách tự kỷ thôi, nhưng mà vẫn làm cho tinh thần bạn tốt hơn. Tương tự người ta đang ôm mình nhưng thật ra người ta đang ôm cái máy tính. Đó các bạn thấy đó. Vì nó có tên là the nicest place on internet, có nghĩa là trang web ấm áp nhất trên internet. Đừng có ôm mà, ngại quá, đừng có ôm. Sao gái không đi trừ, chịu sinh đảo. Tí nữa quay lại nha. Vâng, trang web tiếp theo đó chính là cũng như là hộp đen, những lời cuối cùng của những tử tù trước khi chết. Vâng, các bạn có thể thấy đây là ngày chết nè, chủng tộc, rồi là thành phố. Delhi là chỗ nào ta? Đa Lát thì mình biết của Mỹ này, nhưng mà Harris mình biết đâu. Đó như là chúng ta có thể coi được là thông tin của những người đó, thông tin của tử tù và là những lời nói cuối cùng của tử tù. Đây, Escamilalicho, tên này chắc của người Mexico ha. Theo năm feet 6. Ở bên nước ngoài người ta sử dụng thước đo là feet, hình như là một feet là bằng bao nhiêu, không phải mấy mét đó, mình nhớ là vậy. 5 feet 6 nhưng cũng gần cao gần mít, gần mít 75 76 của đó, mình không nhớ rõ nha. Đó lời cuối cùng của tử tù là CP Chúa sẽ phù hộ em đến gia đình và đến gia đình của tôi. Tôi yêu họ và tất cả những người để thể hiện sự hỗ trợ của cho tôi. Cảm ơn tất cả những anh dòng họ chị em bla 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 bla. Đó, nói chung là như vậy đó. Cuối cùng thì những người lời nó cuối cùng của những tử tôn mà. Nhưng mà điều khổ đây là nếu như các bạn rảnh thì các bạn phải ngồi dịch bằng Google, còn không thì các bạn nào giỏi tiếng Anh thì các bạn phải đọc thẳng luôn, không có sao cả. Nói chung nhiều trang web kỳ vâng, còn nó rất là rộng ha, trang web mặc dù nó không bằng deep web đâu, nhưng mà thực chất ở trên đây có nhiều thứ mà bạn cũng không nghĩ là nó có thật nữa. Còn trang tiếp theo cũng thì là trang này thay cũng dạng như là bạn của trang hộp đen hồi nãy, thì trang này nó chủ yếu là nói về thông tin là 1 nè, hãng tên máy bay là 2 nè, địa điểm rơi là 3, và là cái cách mà nó bị rơi xuống như nè. Đầu tiên là chiếc máy bay này bị bốc lửa, có thể bị bằng một hành khách đang muốn tự tử trên chiếc máy bay này để khiến cho máy bay đâm xuống và giết chết hơn 15 người. Đây là hành động đầu tiên trên sự phá hoại của một chiếc máy bay thương mại. Mình dịch tiếng Anh, mình đọc tiếng Anh mình dịch ra không có thể là không có lưu lót lắm nên các bạn thông cảm hơn. Vâng, thì cũng như những trang web khác thì là các bạn yêu cầu tiếng Anh trình độ cũng cao. Đó, như các bạn phải thấy nè. Cái này thì nó rộng hơn cái trang web đầu tiên mình cho các bạn coi nhiều, bởi vì nó có hình ảnh, nó có thể loại máy bay nè, rồi là ngày đăng ký, rồi là những hành khách trên nè. Có 43 người, 40 người chết, không có người nào xuất hiện ở trên đất. Ủa gì còn 3 người nữa đâu. Lão hơn. Đó hơn, như các bạn thấy nè. Địa điểm đi nè, rồi là địa điểm tới. Đó, rất là nhiều. Nó có hình ảnh nữa nha các bạn. Đó. Vâng, thì tiếp theo là trang web này. Một trang web cũng rất thú vị đó. Nó như trang web này tạo ra dành cho những kẻ muốn ăn thịt người. Và là muốn được người ta ăn. Tôi rất muốn gặp một người nào đó sẵn sàng ăn tôi. Ăn nếu ăn này làm tình tôi làm liền nữa. Đây, chịu nổi không? Tìm ai đó để muốn tìm ai đó để ăn thịt một người khác. Và tôi không muốn thân xác tôi được tìm thấy, hãy tìm tôi. Nếu như bạn muốn biết hơn nhiều thông tin và nếu như muốn nói chuyện với tôi và nơi tôi muốn đi. Chấm follow tao a.aol.com gạch chấm đen khúc đi cúc mày khỏi thế giới này đi. Chưa kể là ở trên đây nó còn hướng dẫn cho các bạn cách thức để nấu thịt người. Rồi là don't get on sale. Rồi chưa kể là hầm như thế nào, rồi chặt như thế nào mới không đâu này nọ. Trong lúc này bệnh lắm các bạn ơi. Nên nhưng mà đó, có ai muốn ăn thịt một người, ăn thịt trẻ không? Trẻ có nghĩ ở đây chắc là những thanh niên hoặc là những cô gái từ độ tuổi 22 cho đến 16. Tôi sẵn sàng làm món thịt người cho bạn. Bảy rồi. Đó, và sẵn và có hàng tá người dù biết it your own shit name Barack Obama was a common. À không được hả? Vậy ta để thế này you biết biết sống trang web này cũng ngu thí mẹ sống Barack Obama fuck you biết yeah thành công bắt ổng á, nhưng mà bắt tôi đâu nha. Vâng, này là vui đủ rồi, giờ mình bắt đầu qua những trang web khác. Trang web rockin.com, nếu như các bạn là một fan của xác chết và các bạn muốn thời kỳ hoàng kim của xác chết quay trở lại thì chắc cũng khó đó, bởi vì Việt Nam mình đang kiểm soát mạng cũng khá là gắt. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, bởi vì ở trên mạng và đặc biệt ở nước ngoài, những fan của cái thể loại Go rất là nhiều. Đây bây giờ ví dụ mình cho các bạn coi một cái thôi nha. Bình thường thôi. Đó ha, rất là bình thường. Go, đúng không? Muốn xác chết, cái này còn có hơn cả xác chết nữa. Và nó rất là nhiều, và như đây đâu. Mình không hiểu sao nó hiện chỉ như là Monil nè. Xong rồi ở dưới đây nữa nè. Đó. Nhiều lắm các bạn ơi, say put say come on baby you make me honey. Đây là bán thịt mèo, nói chung cái này nó chơi chữ người ta. rất là dài các bạn ơi. Nếu như các bạn thích coi, các bạn vô trang web này, xét chết thì nó cũng không bằng đâu, bởi vì trang web này được thành lập vào năm 1996 rồi nè, như các bạn thấy nè, Vivo since 1996. Và mình nói thiệt nha, về mấy trang web này mình muốn nói về cái gì á, bởi vì nó chủ yếu là về xác chết bị chặt ra, bị băm ra thành từng mảnh, cưỡng hiếp, hiếp dâm. Thì trên máy này không biết mình có hay không, nhưng mà có nhiều thứ mà các bạn nhìn thấy rất là ghê sợ lại đằng khác nữa. Nó như các bạn chơi thuốc nè, đó là hậu quả của bạn chơi thuốc nè, đó thấy không, nó bị ăn đó hay là vậy. Nói chung cái này nó rất là rộng, nó cũng có về y học nè, tai nạn giao thông nè, rồi bị đâm chém, rồi là xét đánh, rồi nhiều lắm, thậm chí cái cứt chó nữa. Chó này ỉa bằng đường nào, rồi khi ỉa ra sao, rồi bán cứt chó nữa gì. Ô vậy vút nó cũng trọng tí vô đít con chó hả, cắn não lên cứt chó cho bắt dậy thì đó. Thì nói chung là vậy. Có tẻ nữa chưa nổi đó. Thì nói chung là vậy đó ha. Trang web này là nó nói về bạn, như bạn là một fan của xác chết thì hãy lên đó mà coi. Còn thì tiếp theo, Betgo là một thể loại chuyển từ trang hồi nãy ra trang Betgo. Betgo thì nó có rất là nhiều xuyên người này như thế này, cũng mình không biết cái tấm hình này là thật hay không, mình rất là thắc mắc khi có rất nhiều video để cho các bạn coi. Như là mình nhấn vô cho các bạn coi một cái này. Rồi cái gì các bạn muốn coi các bạn lên đây coi. Enter. Và yêu cầu đặc biệt của nó là bạn phải từ độ tuổi 16 đến 18 trở lên. Đó là hả? Cancel đi. Đó, như các bạn có thấy như là bị kẹt. Trời ơi. Đó, thì mình ví dụ thôi ha, bởi vì mình không muốn làm video này quá lâu, bởi vì cũng còn 2 trang nữa. Thì đó, trang web Betgo thì nó cũng vậy, như nó gớm xác chết nhiều. Thì có trâu sao đâm xuyên được gì, không kể nó đây. Thì trang Betgo á với lại trang Rockin đó hồi nãy á, là nó cũng nếu như bạn tìm cái thể loại ông nội, ông cố, ông tổ xác chết á, thì các bạn vô những trang web này đã nói nhanh gọn đây. Là trang web này các bạn đã nhớ cái crystal day, cái hội gì đó mà tìm kiếm những người thông minh nhất ở trên trái đất này để tuyển dụng họ làm cho việc cho FBI, CIA không. Người ta nói rằng cái trang web này cũng là một trong những thành phần đó. Trang web này là một trang mã hóa rất là nhiều đó, nên đầy những ký tự thông tin nè, này I am that I am đó, nó rất là nhiều. Và người ta đồn rằng nếu như bạn giả được những ký tự này thì bạn sẽ là một trong những thành viên những cơ quan nổi tiếng nhất thế giới, như là NIC, M16 của Mỹ nè, Olymp One, rồi là CIA, hoặc là FBI, hoặc là hãng Special Force, có hết nha. Nhưng mà cái đó chỉ là theo phỏng đoán của trên mạng, còn mình thì mình chẳng rành về mấy cái này, mình không biết cho lắm. Nếu như các bạn này rảnh rỗi muốn mò hoặc là muốn đọc mấy về mấy cái này á, thì các bạn có thể lên trang web này. Yên tâm mấy tí nữa link mình sẽ để trong cái description hết, đó, các bạn cứ yên tâm. Rồi là trang web cuối cùng, mình chả biết là trang web gì, mình chỉ biết lưu vô thôi. Biết cái trang web này cũng rất là vui, nãy giờ thì buồn quá rồi giờ vui. Trang web này thì chủ yếu về nói về mấy con mèo và nó hát một bài hát gì đó thôi. Nếu như bạn là một người yêu mèo thì là chắc chắn là không thể bỏ qua những trang web này mỗi khi bạn đang buồn bực được của mình. Người ta lồng nhạc với lại cho một hình con mèo bất kỳ trên trang web này, nên là nhiều khi nó cũng có rất là thú vị ha. Và nó có rất là nhiều con mèo, mà tức là nhiều video clip đó, nó về cho vui nè. Đó, chịu nổi không? Chạy đít cho nhau rồi về không ăn dê. Đó. Vâng, thì là mình đã đưa các bạn đi qua hết 13 trang web. Sai chứ. 13 trang web hồi nãy rồi. Mình mong các bạn sẽ thấy thú vị. Mình xin lỗi nha, bởi vì sáng mình chưa ăn cái gì hết. Như các bạn thì thấy là 9:03 mình vừa dậy mình tập trung làm liền, bởi vì mình không thể để thời gian nào hơn được, nên là mình nói rất là lắp và là cái mình suy nghĩ không có được. Nhưng mà mình muốn, vì sao các bạn luôn nói là mình nên chuẩn bị một tờ giấy hay cái gì đó nói cho tốt hơn, Thì mình không bao giờ đó là cách làm của mình. Mặc dù mình biết là tệ nhưng mà mình không bao giờ quen cầm giấy đâu. Mình chỉ muốn là suy nghĩ từ trong đầu mình ra. Nên là mong các bạn, nếu như các bạn có thể hiểu được cho mình thì không sao cả. Và nếu như mà các bạn vẫn trách móc thì là cũng không sao, bởi vì mình biết không ai hoàn hảo cả. Nhưng mà không sao cả, mình cũng rất là yêu các bạn, bởi vì cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì ủng hộ bay của mình. Mặc dù mình không còn hoạt động nhưng mình sẽ quay lại vào một thời gian nào đó. Mình sẽ quay lại là admin chớ bay của mình tạo ra, sao mình bỏ nó được. Nói chung là gửi mình cũng số lời gửi đến admin mới là đừng để admin cũng phải mất mặt nha. Đừng quá bê bê dùm tôi cái đi. Thôi nha, mình làm video clip này và mình up lên chắc thằng admin đó nó cũng biết đâu. Nên chúc các bạn có một ngày vui vẻ và mình yêu các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn lại một vài ngày không xa. Goodbye.